Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhữubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào cho anh em. Tôi Anh Tư chào 500 anh em. Tôi Hưng đẹp trai xin chào 500 anh em. Chào chào anh em. Tôi suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tôi đổi tên à? Đổi tên Hưng đẹp trai. À đấy các bạn ạ, chắc là đêm bắt tay lên chán suy nghĩ nhiều rồi nên là hôm nay gọi là quyết định đổi tên. Kiểu cảm thấy mình quá đẹp trai nên là phải đổi tên cái này. Lại ra trường một tí nữa. Đó các bạn ạ. Thì hôm nay là anh em mình ấy là có chuẩn bị một mâm trứng gà này. Thì trứng gà này không phải là trứng gà bình thường nha các bạn nha. Thì mọi người sẽ biết là trứng gà mà người ta ấp ấy, xong người ta sẽ đem đi để bán như kiểu là trứng vịt lộn ấy. Thì đây hôm nay anh em mình có chuẩn bị một mâm gọi là trứng gà lộn nha các bạn nha. Đấy. Thì trứng vịt lộn thì anh em mình ăn nhiều rồi, trứng gà lộn thì phải tìm làm sao có người bán thì mình mới có thể mua được nha các bạn nha. Mà mua với số lượng gọi là nhiều như này thì mọi người cũng thấy đây. Đó, đây là những quả trứng gà lộn này. Thì bây giờ còn sống anh em mình cũng không đập ra cho mọi người xem được. Tí khi mà anh em mình về anh em mình gọi là luộc chín xong rồi anh em mình sẽ trải nghiệm thử cái món trứng gà lộn xem nó có ăn ngon bằng gọi là trứng vịt lộn không nha các bạn nha. Cái gì đây anh? Đây là cái bịa gà. Đây là trứng này là anh em mình chưa rửa sạch nên là nó còn rất là nhiều bịa bẩn nó dính ở trứng nha các bạn nha. Thì bình thường mọi người ăn trứng vịt lộn ấy thì không thể thiếu được, đó chính là rau răm này để kìm hãm này, xong rồi còn gừng nữa. Thì với cái món trứng gà lộn này ngày hôm nay ấy, thì anh em mình cũng chuẩn bị gọi là rất là nhiều rau răm này, rồi rất là nhiều gừng, xong rồi anh em mình đem về để kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ cho những quả trứng gà lộn này. Sau anh em mình sẽ luộc và sẽ đập ra và cho mọi người xem bên trong quả trứng gà lộn nó như thế nào, và anh em mình sẽ trải nghiệm để xem cái cảm giác ăn trứng gà lộn nó có khác với cả trứng vịt lộn không nha các bạn nha. Thì đấy, thì bây giờ ấy là anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem về để anh em mình rửa và anh em mình luộc luôn. Thì anh em nào mà có xem được video này của anh em mình thì anh em có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em mình nha. Nhất là ủng hộ gọi là chú Hưng đẹp trai nha các bạn nha. Đấy. Nào bây giờ anh em mình sẽ đem về để anh em mình bắt đầu luộc trứng thôi. Trứng thì ở đây anh em mình đã tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ hết rồi nha các bạn nha. Đấy. Bên này thì Cương đang thái gừng ra như này các bạn ạ. Đấy, rau răm thì cũng đã gọi là ngặt sạch và đã gọi là chuẩn bị ráo nước để anh em mình chuẩn bị cho cái món gọi là trứng gà lộn này. Thì trước khi mà có thể ăn được cái món trứng gà lộn này thì anh em mình sẽ phải cho vào để anh em mình luộc trước nha các bạn nha. Thực ra thì nếu mà để những người gọi là ăn chuyên đồ sống ấy, thì mình nghĩ là ăn trứng gà lộn thì sẽ ăn gỏi được, tức là không cần nấu chín ấy, là ăn là cũng được nha các bạn nha. Đấy. Đây mọi người, nhiều trứng lắm luôn đấy. Luộc này có cần cho thêm gia vị để cho nó tí đậm đà hơn đâu anh? Không, tí anh mình sẽ chấm thêm gọi là muối tiêu chanh thôi. Nói chung là cái món này thì trứng vịt lộn ăn như nào thì anh mình sẽ ăn trứng gà lộn y như vậy nha các bạn nha. Đây mọi người thấy không? Rất là nhiều luôn. Đấy, anh em nhìn thấy toàn trứng tròn anh em biết như nào đấy. Một chảo trứng luôn nha mọi người. Đấy, đầy cho mọi người. Rất là nhiều luôn. Đấy. Đấy thì anh mình sẽ bắt đầu luộc trứng. Khi mà luộc chín anh mình sẽ đi thưởng thức cái món trứng gà lộn xem sao. Thực sự là anh em cũng rất là háo hức rồi nha các bạn nha. Trứng gà lộn của anh mình đã luộc xong đây rồi nha các bạn nha. Đấy. Mọi người nhìn này, đây là những quả trứng gà lộn này. Thì đây là anh em mình đã bóc trước một vài quả rồi. Thì ở đây là rau răm này, rồi gừng này, và đặc biệt không thể thiếu được đó chính là muối tiêu chanh nha các bạn nha. Cay lắm đấy, nhưng mà không ăn không chấm cái loại muối tiêu chanh này thì hơi bị nhạt các bạn ạ, nên là phải chấm muối tiêu chanh. Úi giời, đúng bài luôn các bạn ạ. Đấy, anh em khuấy lên. Nhìn cái đĩa muối tiêu chanh đã ngon rồi. Đấy, thì ở đây anh em mình có bóc trước vài quả rồi. Thì để chứng minh cho mọi người thấy đây là trứng gà lộn ấy, thì Tuấn sẽ lấy một quả nguyên bóc ra cho mọi người xem. Đây. Đây nha các bạn nha. Nói chung là một quả trứng nguyên này bóc ra. Thì đây là món trứng gà lộn này.
Đấy. Em bóc to hẳn ra. Đấy con ạ. Đây, mọi người thấy chưa? Vỏ thì là vỏ màu vàng nhưng mà bên trong lộn y xì trứng vịt lộn nha các bạn nha. Đấy, là bây giờ anh em sẽ bắt đầu gọi là đánh chén cái khay trứng gà lộn khổng lồ này nha các bạn nha. Nào. Chiến thôi anh em. Xin phép anh em xin phép chú Hưng nhá, cháu ăn trước nhá. Ngon đấy. Úi giời ơi. Mời tất cả các bạn nha. Đấy, nào chiến đi. Đấy, nào trải nghiệm thử trứng gà lộn đi xem nào. Trải nghiệm đi, chấm đi. Ngon luôn mọi người ạ. Nhìn đĩa muối tiêu chanh đã uy tín rồi. Xin mời các bạn nhá, thưởng thức trứng gà lộn. Trứng gà lộn tùng phèo đấy. Ui, quả này nhiều nước ối á. Ôi, con gà nguyên con gà. Đây. Em có cần phẫu thuật thêm không? Em cho mọi người xem con gà đây. Đang nằm chung đây. Ngủ say lắm. Đang say giấc lòng nên nó chuẩn bị vào bụng rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Ui. Quên không lấy thìa. Ui, mời mọi người nhá. Con cá này này. Hàng kia nếu mà sợ cay ấy, thì chấm một xíu xíu thôi, bởi vì toàn ớt là ớt thôi. Sợ mấy thằng không ăn được cay con ạ. Ui, gà nó ngọt hơn anh ạ, ngọt hơn vịt đấy. Đấy, bây giờ anh em trải nghiệm trứng gà lộn rồi thì anh em thử nói cho mọi người biết là cái hương vị của trứng gà lộn so với cả trứng vịt lộn mà anh em từng ăn xem nào. Trứng gà lộn thì nó nhạt hơn cái trứng gà lộn này. Ngọt hơn đấy, ngọt hơn xong xong cứ mềm mềm mềm. Cứ mềm 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 á. Mềm lắm, chẳng biết được kiểu gì nữa. Lát. Không biết miêu tả kiểu gì. Lâu lâu em chưa từng ăn được gà lộn bao giờ. Hôm nay là cảm giác ăn gà lộn lần đầu tiên. Trứng vịt lộn thì Huy ăn nhiều rồi, nhưng mà trứng gà lộn thì cũng nếu mà để mà gà mà kiểu gà nhà mà ấp ra ấy thì thường là ít lắm mọi người ạ. Đây là kiểu người ta ấp công nghiệp vậy nên là sẽ có nhiều trứng gà lộn nha các bạn nha. Trứng gà lộn mà kiểu dính phải gà ta nữa thì đúng là ngon tuyệt vời luôn đấy nhỉ. Ui giời. Dưới cái nước muối tiêu chanh lên. Từ bé đến lớn bây giờ mình mới được thưởng thức trứng gà lộn này. Trứng vịt lộn là mình được ăn rồi, trứng gà lộn là bây giờ là lần đầu tiên. Đấy, ăn rất là đẳng cấp và rất là ngon luôn này các bạn này. Quá ngon luôn. Nó cái này nó em thấy nó khác trứng vịt lộn ở chỗ là cái nước thì nó ngọt đi, xong rồi cái phần con nó lại mềm. Nó lại không bã như ở nó trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn hơi bã bã. Ăn nó ngọt mà nó trứng gà lộn này thì nó sẽ kiểu nó bé hơn trứng vịt đấy mọi người ạ. Nếu mà bình thường ấy mà mọi người ăn được khoảng độ 5 quả trứng vịt lộn ấy thì mà ăn chuyển sang ăn trứng gà lộn ấy, mình nghĩ phải ăn gấp đôi, bởi vì trứng gà lộn này nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều nha các bạn nhỉ. Với lại cái sật sật này của trứng gà nó mềm hơn trứng vịt lộn anh ạ. Tức là nó cái cùi trắng đúng không? Cùi cùi trắng này cứng hơn chứ. Cả hơn. Hay là quả nào nó cứng hơn như nào. Thế chắc quả nào già hơn thì nó sẽ cứng nó hơn. To hơn mọi người ạ. Nó to hơn trứng vịt đấy. To đúng luôn đấy mọi người, thì cái cùi trắng không đấy nhá. Cái cùi mà ăn mà cứng cứng thực sật đấy mọi người ạ. To hơn đấy. Có con nó cứng đanh ấy. Này có con này chắc là mềm. Đấy. Trong này nó có một cái đấy con nó to lắm. Đấy. Đấy. Đấy cả gì cả xương này. Ấy, ăn như là đẳng cấp mới là ngon này. Ăn à, hai thằng kia hôm nay ăn trứng gà lộn thấy như nào? Ngon không? Ngon. Em cái lòng trắng nó hơi cứng. Lòng trắng thì con nào nó cũng cứng. Ăn trong đó mềm. Ăn ngon không? Ui, này phải ăn mấy chục quả mất.
Uống nước thì ngon. Nói chung là bình thường mà anh em mình đã không làm thôi, làm là phải làm nhiều, nên là chỉ cần một bữa ăn trứng như này là anh em sẽ đủ nguyên một tháng, anh em không nghĩ đến cái cảm giác thèm ăn trứng lộn nữa các bạn ạ. Ăn được chưa, ăn trứng luôn. Mình thấy bọn kia chấm cũng được ấy. Nói chung là ớt cay như này bọn kia cũng chấm được là cũng gọi là chịu chơi, biết ăn cay đấy mọi người ạ. Cường nó dội này. Những cái loại này là phải ăn có gia vị thì nó sẽ đỡ nhạt hơn, nó tăng cái gọi là kích thích lên. Ăn thịt không nó sẽ rất là nhạt. Này phải cân đối, ăn cả cái này nên cái rau răm nó gừng cân đối ạ, không là chỉ chết đấy. Ui, mỗi anh em ăn được khoảng bao quả rồi? Được 5 quả hay 4 quả? Chưa thấy ngấy gì cả. Rất thấy ngon lắm. Đấy mọi người ạ, mới được 3-4 quả chưa thấy ngấy. Mọi khi ăn trứng vịt lộn là em ăn được 3 quả là ngấy lắm rồi. Nói chung là hôm nay mỗi anh em cố khoảng độ 10 quả thôi là hết nguyên cái mâm này nha các bạn nha. 10 quả không phải cố anh ạ. Nếu mà cái gì như trứng như gà là lộn là 10 quả không phải cố, còn hơi thiếu. Bé quá dễ ăn. Nhưng mà trứng vịt lộn này anh em ăn mấy quả là kiểu lo luôn các bạn ạ. Huy đây gọi là nhà bán ăn sáng nên là trứng vịt lộn chắc là hầu như là bữa nào cũng ăn, nên là chắc là cũng biết cái trứng vịt lộn nó như nào rồi đúng không? Hôm nay đấy cho Huy đổi vị ăn trứng vịt mãi rồi, hôm nay thử chuyển trứng gà các bạn ạ. Nói chung là sáng thì bình thường ấy, Huy thì không ăn được nhiều trứng đâu. Mỗi buổi sáng ra là làm một bát ô tô bún. Người ta gọi bát tô, chúng mình gọi bát tô bún, với cả làm mấy 10 quả trứng vịt lộn nên là người bây giờ mới phúng phính ra như kia nha các bạn nhỉ. Đấy, chịu khó ăn trứng vịt lộn phát là nó khác ngay. Còn ví dụ như anh nhà mình ấy thì người gầy gầy, chứng tỏ là ví dụ như anh Tư hoặc là Cương chẳng hạn thì chắc là khoảng một tháng ăn một quả, hoặc là có tháng là không ăn quả nào nên là người sẽ em chỉ ăn một quả thôi nha. À, thế là sáng là cũng ăn một quả trứng vịt lộn đúng không? Với cả một bát tô bún đúng không? Đấy các bạn ạ, đây nha. Như mình nói vừa nãy ấy, là nhà nó là gọi là bán ăn sáng nên là mỗi buổi sáng là sẽ ăn một quả trứng vịt lộn và một bát bún. Đấy, nên mà bây giờ người nó như kia ở đây. Huy ơi. Huy, nhìn anh Tư này. Đấy, một tháng không ăn quả trứng vịt lộn nào nên là người như này này. Đúng không? Người Huy như ở Doraemon. Anh em mà muốn kiểu người đậm đậm ấy thì anh em chịu khó ăn sáng ăn thêm trứng vịt lộn nữa là auto người đậm đậm nha. Nói chung là nhìn người là sẽ biết là có ăn nhiều trứng vịt lộn hay không. Đấy. Thế này hôm nay mình quay là nó hơi gió nha các bạn nha. Nhưng mà được cái là thời tiết mùa hè thì ngồi có tí gió cũng mát. Trứng gà lộn nhiều nước thật. Trong nhiều nước cực. Nhiều hơn trứng lộn. Nó nhiều vậy chảy. Hoặc là do trứng gà lộn này cái vỏ nó mỏng, khi mà trong quá trình anh em mình luộc ấy là kiểu nước nó sẽ dễ gọi là ngấm vào bên trong quả trứng hơn đấy các bạn ạ. Nên là nó sẽ nhiều nước. Hay là cấu tạo của gà nó nhiều nước như vậy thì mình cũng không rõ nha các bạn nha. Nước này nhiều ơi, nước này nhiều ơi. Nhiều không? Nói chung là phải uống hết đấy Huy ạ. Thì nó mới bỏ. Huy đang làm mặt con nên không biết là như là đây mọi người này. Nói chung là anh em đã gọi là đánh chén hết một nửa cái mâm trứng gà lộn siêu nhiều này rồi. Thì như mọi người thấy ấy, là gọi là anh em đã đánh
gần hết một cái mâm trứng vịt lộn, quên, xin lỗi mọi người, trứng gà lộn này rồi. Thì tầm giờ chắc là mỗi anh em phải được chục quả chưa? 9 quả anh ạ. Em được 6 quả. Đấy mọi người ạ. Thế mà nó kiểu nó chỉ vãn đi một xíu thôi. Mọi người xem từ đầu đến cuối video, mọi người sẽ thấy là cái mâm trứng vịt lộn của anh em mình rất là nhiều. Và bây giờ ăn vãn đi này các bạn này. Nếu mà đếm sơ sơ chắc là còn khoảng độ 30, hơn 30 quả nữa nha các bạn nha. Đấy thì hôm nay ấy, chẳng là mình có tìm được cái muối gọi là bán trứng gà lộn. Thì anh em nào mà muốn cái, thử cái vị nó khác đi một tí thì cũng có thể gọi là mua ít trứng gà lộn về để cho mọi người trải nghiệm thử. Đấy, thực ra thì trứng gà lộn thì ít phổ biến như là trứng vịt lộn, nên là nó sẽ kiểu ít người ăn và ít người biết đến hơn các bạn ạ. Đấy thì khi mà anh em trải nghiệm cái mâm này là cũng gọi là cho mọi người thấy là cái hương vị của cái món trứng gà lộn này nó như thế nào ấy, thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip ở đây. Chứ bây giờ ấy, mỗi anh em đánh đến chục quả rồi cũng chưa thấy vãn hết, mà thời lượng của video thì cũng dài rồi, nên anh em mình xin phép là dừng clip này ở đây nha các bạn nhé. Thì anh em nào có xem được clip này coi như mình thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình một cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho là nhiều, để anh em mình có động lực anh em mình ra những video khác hay hơn nha các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.